Xin chào quý vị các bạn. Những chiếc âm ly hay là đầu CD đàn ông thì anh em vẫn thường truyền miệng nhau rằng nó là những cái sản phẩm có cái mức tiền hợp lý, nhưng về cái độ phối ghép thì nó có thể phối ghép đa dạng được nhiều các cái dòng loa, đặc biệt là những cái dòng loa đời mới, những cái dòng loa cây. Cụ thể hơn thì nó là những cái dòng BV kép, đó là những cái dòng loa Calip, đó là những dòng loa Jamo hoặc là JBL và Bow, thì hoặc là kể cả ngay cả những Tannoy, những cái dòng loa đời mới. Thì cũng nếu như anh em muốn đầu tư một cái mức kinh tế hợp lý thì đàn ông luôn là một cái sự lựa chọn rất tốt ở trong cái tầm tiền. Đấy, hôm nay em thực hiện cái bộ phối ghép mà nó rất là quen thuộc. Nếu như anh em nào theo dõi kênh của em lâu rồi thì cái bộ phối ghép này nó là một bộ phối ghép phổ thông, nó là một bộ phối ghép hợp lý về giá, là một bộ phối ghép chơi nhạc đa năng và là một bộ phối ghép có phong cách hiện đại. Những anh em nào chúng ta sở hữu hay là những cái phong cách, những căn phòng mà nó hiện đại, đặc biệt là những anh em ở nhà chung cư, thì cái bộ phối ghép này nó là một trong những cái bộ phối ghép mà được nhiều anh em sử dụng, rất nhiều anh em sử dụng. Em đã bán rất nhiều cái cấu hình, rất nhiều cái bộ phối ghép này rồi, bởi vì nó hiện đại, nó tiện dụng và nó hợp lý, nó không bị giá ảo, hay là nó nói chung là nếu như chúng ta chơi thì nó có độ bền, độ lạnh. Đó là âm ly đàn ông 2000 SE phiên bản đặc biệt, đầu CD đàn ông 1650 AE và cặp loa là BNV kép CDM7 ngôn. Bộ phối ghép này thì nó có một cái chất âm tổng thể cân bằng ba giải, và cái phần điểm mạnh của nó là về cái độ chi tiết cũng như là cái độ bóc tách của nó rất tốt. Nếu như chúng ta chơi những cái dòng nhạc acoustic, nhạc trữ tình, thì hay là những cái dòng nhạc mà chúng ta thích nghe cái độ trong trẻo, cái độ sạch sẽ, độ bóc tách của ba giải, thì đây là một cái bộ phối ghép có cái mức giá hợp lý mà sẽ đảm bảo được cái chất âm như tiêu chí em đưa ra ở trên. Thì cái bộ sản phẩm này nó sẽ có giá như sau. Đầu tiên là âm ly Denon 2000 SE phiên bản đặc biệt, thì cái combo đầu và âm ly nó sẽ kèm theo điều khiển luôn. Chiếc âm ly này thì nó có giá là 23 triệu 500. Em có vài máy cơ. Anh em nào nói chung là từ 22 triệu đến 23 triệu 500. Đấy thì anh em có thể lựa chọn thoải mái, đẹp xuất sắc hay là hình thức. Anh em nào theo dõi em nhiều thì chắc chắn là sẽ biết là em sẽ bán theo cái hình thức đẹp, giá đẹp, xấu xấu, thì em không bán cái nào giá như nhau, đúng không? Có thể những cái có những sản phẩm em bán nó chênh nhau tới 5-7 triệu là chuyện bình thường, bởi vì là nó sẽ có theo cái tình trạng của nó. Cái đấy thì em sẽ không nói ở clip này nữa. Thì con đẹp xuất sắc là 23 triệu 500, đầu CD 1650 AE, 1650 AE màu bạc, thì đi kèm với âm ly này nó rất là hợp. Có giá là 12 triệu 500. Và cặp loa, cái chiếc đầu này thì hiện nay là một cái mức giá rất ổn định và rất là hợp lý luôn. 24 bit này, chạy được SACD này, máy làm rất gấu, thậm chí là so sánh với những chiếc đầu đời mới hơn thì cái mạch của cái đời này nó làm còn gấu hơn cơ. Đó. Nếu như em sẽ làm một cái clip để anh em so sánh ở cái clip sau, nếu như anh em nào tìm hiểu, thực sự muốn tìm hiểu. Còn cặp loa BMW kép CDM7 NT Gold này thì có giá nó hợp lý hơn đợt trước một chút là 30 triệu. Anh em nào mà chốt lấy thì em sẽ cân đối
mức giá hợp lý hơn để anh em chúng ta cùng chơi, cùng giao lưu. Đó. Bây giờ em sẽ test chất âm để anh em cùng cảm nhận về cái bộ phối ghép này. Nói chung cái bộ này thì nó là một cái bộ mà rất nhiều người chơi rồi, em phối ghép rất nhiều lần rồi, nhưng hôm nay em thực hiện tiếp tục. Bởi vì nó có hàng về thêm thì em thực hiện tiếp tục để anh em cùng nghe, cùng thưởng thức, cùng đánh giá. Anh em có nhu cầu thì sẽ mua sắm cho mình những cái sản phẩm để cho nó phù hợp với cái nhu cầu của chúng ta. Cặp loa BB kép này thì là một cái cặp loa nó, em cũng thường xuyên có hàng. Cặp này thì hình thức nó rất đẹp, ba đường tiếng, loa bass và loa mid thì dùng gân cao su. Loa mid thì nó là sử dụng cái màng Kevlar. Màng này thì em giới thiệu nhiều rồi. Màng này là màng đặc trưng của BB kép. Nó có độ bền bỉ, dẻo dai, cũng là nhẹ nhàng và được áp dụng cho sản xuất áo chống đạn. Đó. Nó đáp ứng cái tần số nhanh cũng như là cái dao động nhanh của cái màng loa rất tốt. Cái củ loa bass thì nó sử dụng loa màng giấy và một cái woofer rất là to. Cái này thì cặp loa này thì nó BB kép thì anh em vẫn đánh giá cái tải trầm của nó rất là ấn tượng và cái độ bóc tách của nó rất tốt. Bây giờ xin mời anh em cùng thưởng thức ngay, không chờ đợi lâu nữa. Rất nhiều anh em khi vào cửa hàng của em thì thấy cái cặp loa này hay là những cặp loa cây của BB kép thì thường nghĩ rằng nó dải trầm nó không đơn lực, nhưng khi trực tiếp nghe thì nó là một cái dải trầm rất là quyến rũ. Xin mời anh em cùng thưởng thức. Tôi lại gặp anh, người trai nơi chiến tuyến, súng trên vai bước đều qua hè phố. Tôi lại gặp anh giờ đây nơi quán nhỏ, tuổi 30 mà ngỡ như trẻ thơ. Nhớ gì từ ngày anh xa mái trường, nhớ gì từ ngày anh vui lên đường, lối này về nhà anh hoa buồn thắm, màu xanh áo người thương, nắng chiều đẹp quê hương hay nhà buồn đêm xưa. Tôi lại gặp anh cười đêm nay sáng qua, ánh trăng nhìn hé tươi sau màn la. Tôi lại gặp anh đường khuya vui bước nhỏ, kề nhau nghe tiếng cú bao ngày qua. Lối về về nhà anh hoa vẫn nở, kỷ niệm từ ngày xưa chưa xóa.
tôi anh.